Hello, là mình cũng Miễm đây. Hôm nay thì mình sẽ múc bê mấy cái này. Ok, bắt đầu từ cái này nho. Nó hơi khô khan đấy, tại vì nó còn chảy chảy xíu. Ngon đấy. Cái này ngon nha. Mình xé ra nguyên toàn. Wow, nó to lắm mọi người. Ngon luôn. Có cái này nữa nè mọi người. Mà nó thì bể ra nữa. Sao của mình không đông á? Nó không đông lắm. Dính nhầm người dính tay. Nó tuyệt vời. Đẹp ngon, nó bị chảy chảy xíu. Rồi dính nha. Bỏ ăn để trên tủ đông một xíu thì nó ngon hơn. Bữa em mới cái sáng nên để trên tủ đông nhờ. Quá tuyệt vời. Vậy bây giờ mình sẽ ăn cái này. Trời ơi, khó đủ. Cái này rất ngon nè. Quá là không phải gì của mình. Ăn xong cái này mình sẽ ăn marshmallow. Marshmallow kẹo mình ăn thích. Ngoài mùi thơm ốc. Cảm ơn các bạn. Mình nghĩ mình ăn má cái này trước. Ok, bây giờ chế biến tại đây luôn. Chế biến cái này lẹ lắm. Sốt nè. Trời ơi, đã chưa. Ok mọi người, bây giờ mình chế biến. Đầu tiên là cái sốt này. Úi dùi, cho xin cái kéo. Cho xin một cái kéo. Cho xin cái kéo đi nha. Trời ơi, xếp không được. Xếp không được, cho xin cái kéo nhỏ. Đây, xé đi nhá. Trời ơi.
Ok. Quá tuyệt vời. Ui, cái sốt này nó cưng lắm. Mình không biết vị này nó như thế nào cả. Thơm nha mọi người. Mình nghe mùi thơm đó. Mình nghĩ chắc ngon. Quá là tuyệt vời. Cá xúc xích. Wow. Wow. Được rồi. Quá là quá đẹp. Yeah, yeah. Ngon quá. Mình lấy ra luôn. Rồi. Ngon nha. Ngon rồi. Ngon. Được giá. Ăn cay nữa nè. Rồi. Thì cái sốt nó hơi lạ mọi người. Nhìn cái sốt nó hơi lạ. Nhìn ngon lắm. Quẹo. Ok, đút cho mình cay. Ngon. Tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ múc tan mát xin alo. Kẹo mình thích 100% mình thích luôn. Uy tín là thích nha. Trời ơi, nó mềm lắm. Mà cái này không có như mọi người ơi. Nó vẫn ngon như thường ngày. Quá là ngon. Wow, một trái tim. Trái tim ghép lại. Thêm trái tim. Trái tim ghép lại. Thêm trái tim. Cắn đắng đúng. Ăn gì cho mọi người đây. Ok, em sẽ uống một tí nước. Nước này. Nước táo nhỉ. Quá đẹp, tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thêm một xíu nữa. Oh, hết luôn. Rất là chill. Quá là ok luôn.
cùng thêm các cặp bò nhúng nhì nhì nhì. Cái này mình thấy là ngon biết. Mình nên thử. Ok. Quá là tuyệt vời. Gói được cái xúc xích gòi. Wow, nhìn nó diễn. Dễ thương chưa? Còn sẽ lắm bao lâu nữa. Xong tôi làm như sao? Chắc là bị khác. Như là bị chocolate thì phải. Ok, múc bên tới đi. Miếng lúc rồi bé bé nè. Thôi thì cũng bye bye mọi người, ở video xong nhé, subscribe cho kênh nha mọi người. Bye.